Em chào cô ạ. Chào Lan Nhi. Chào cô giáo. Chào anh. Con vào lớp đi, chiều bố tôi đón sớm. Đâu có cần đâu ạ, con tự gọi xe về được. Nhưng bố thích đón. Tùy bố thôi, phiền phức. Lan Nhi, con vào lớp đi. Con chào bố ạ. Em chào cô. Cô giáo, cô cảm thấy có nên dành cho phụ huynh một lời khen không? Để thực hiện việc này tôi tốn nhiều tâm sức lắm đó. Anh nói như thế tôi lại tưởng con bé là con của tôi đấy. Tôi cũng mong tìm cho con bé một người mẹ như cô đó. Mà anh nói người phản ứng dữ dội nhất là vợ Tay Việt à? Những người khác thì sao ạ? Vợ cậu Việt là phản ứng dữ dội nhất. Hôm đó hai gia đình hẹn nhau đi ăn nên gia đình cậu Tuấn, người yêu của cái Dương, cũng bị bất ngờ. Cái Dương đã phải khó khăn lắm mới dám bắt đầu lại. Tôi không muốn vì mình mà nó lại bị lỡ làng cả. Nhưng thú thật, tôi không biết những tài liệu này có giúp ích gì được không. Ông Việt đó có một người con. Hồi đó có tin đồn nó không phải là con trai của ông Việt mà là con của bà vợ với một tay tên là Đại. Thực ra bây giờ trong lòng em có rất nhiều điều bối rối. Nhà em nghĩ thời gian này gia đình của anh sẽ cần anh hơn. Em hiểu tấm lòng của anh. Nhưng tạm thời bọn mình đừng gặp nhau nhé. Bạn gái cũ của anh lại chiến thắng thêm một lần nữa. Chắc hẳn bây giờ anh đang rất vui đúng không? Điều đó chứng tỏ là anh có con mắt nhìn người. Mà anh đoán là em cũng góp tay đúng không? Xưa nay em vẫn luôn là một con người sòng phẳng mà. Cơ bản là anh cũng tốt với em thôi. Anh lợi dụng em thì có. Anh nói là anh muốn đưa đón em, nhưng mà thực chất anh sang bên kia với mục đích khác mà. Như thế không thể gọi là lợi dụng được. Thế nào mới gọi là lợi dụng? Từ xưa đến nay anh với em vốn giao tiếp với nhau bằng cách đó mà. Việc gì phải khó chịu đấy. Anh định nối lại tình xưa đúng không?